Bộ Xây dựng sẽ triển khai dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam từ năm 2016 cho đến năm 2019, với tổng vốn tài trợ ban đầu ước tính gần 3,2 triệu đô la. Đây là thông tin được ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Xây dựng cho biết tại hội thảo giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà ở Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Xây dựng, dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam được Bộ và Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP xây dựng cách đây 10 năm. Qua 3 lần chỉnh sửa, dự án đã được phê duyệt vào năm 2015 và bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2016. Dự án này tập trung vào 3 hợp phần chính. Thứ nhất là triển khai thực thi quy chuẩn 09 của Bộ Xây dựng ban hành năm 2013 về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả. Thứ hai là xây dựng các công cụ, hướng dẫn kỹ thuật để triển khai áp dụng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các tòa nhà thương mại, chung cư. Thứ ba là xây dựng các công trình, tòa nhà trình diễn áp dụng các giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Điểm khác biệt của dự án so với các dự án về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà trước đây, đó là sẽ tập trung cho hai đối tượng chính là tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng. Dự án cũng sẽ không tập trung cho vấn đề xây dựng thể chế chính sách nữa, mà chủ yếu xây dựng các mô hình, các công trình tòa nhà thí điểm. Chúng tôi sẽ khảo sát khoảng 100 cái công trình xây dựng để mà có được cái số liệu cơ bản về cái mức độ tiêu thụ năng lượng trong các công trình thương mại và cao tầng ở Việt Nam, từ đó phân tích các cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc xây dựng ban hành các cơ chế chính sách. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các cái công cụ kinh tế, phân tích các cái dữ liệu về chi phí lợi ích của các công trình mà áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong cái lĩnh vực về vật liệu xây dựng cũng như là vấn đề về các cái công nghệ thiết bị trong công trình. Và cái nội dung nữa là chúng tôi sẽ làm việc với các chủ công trình tìm kiếm để xây dựng 16 cái mô hình tòa nhà mới và cải tạo lại mà áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thì các cái tư vấn của dự án sẽ làm việc trực tiếp với cả các cái tư vấn của chủ đầu tư cũng như là chủ đầu tư để mà tìm ra các giải pháp cũng như là triển khai áp dụng và đánh giá giám sát cái việc thực hiện các nội dung về quy chuẩn năng lượng trong các công trình này. Dự án do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam với tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại là gần 3,2 triệu đô la Mỹ trong 4 năm. Bộ Xây dựng ước tính dự án cũng sẽ nhận được hàng trăm tỷ đồng vốn đối ứng từ các chủ tòa nhà, công trình tại Việt Nam.